Đức đang đứng tại hoàn cảnh số 53, thì xin hỗ trợ hàng tháng là 1 triệu đồng. Thì bây giờ Hóa Đức xin nhờ bên địa phương giới thiệu cái hoàn cảnh này với quý ân nhân của hội đi ạ. Kính thưa hội của Đức, kính thưa quý ân nhân, thì xin thay mặt cho địa phương xin giới thiệu về cái hoàn cảnh của chị Trương Thị Thanh. Năm nay 30 tuổi. Về hoàn cảnh thì chị có chồng và hai con. Hiện nay đứa lớn là học lớp 4 và đứa nhỏ học lớp 1. Nhưng mà đối với người chồng thì con Mai bị bệnh hiểm nghèo và đã mất cách đây 1 năm. Hiện nay thì chị, đối với chị thì thuộc hộ nghèo trên địa bàn xã. Về tinh thần cũng như là ý thức của chị cũng kém hơn so với những người khác. Hiện nay thì hai đứa con, gia đình chị cũng đang cố gắng để nải bó thịt bò đường ngày được 80 trăm để là có cái kinh phí cho hai con đi học. Thì đối với nếu như chị không có cái khả năng mà tiếp tục về cái điều kiện kinh tế khó khăn thì là hai con có thể nghỉ học. Cũng mong quý dân nhân hội của Đức có thể là hỗ trợ tài trợ hàng tháng cho ba mẹ con là 1 triệu đi một tháng để là góp phần cho con hai đứa con đủ kinh phí để cho đi học. Xin cảm ơn. Rồi bây giờ chị, một mình chị nhắm chị có thể nuôi hai đứa bé mà nó tiếp tục được không, hay là chị cần hỗ trợ gì thì chị nói với hội Hoa Đức. Nuôi hai đứa không nổi. Chị bệnh gì chị? Bị tim hả? Thì chị thì chồng mất, bản thân chị thì cũng bị bệnh. Mà hai đứa con thì đứa học lớp 1, đứa học lớp 4. Thì xét thấy hoàn cảnh của chị cũng cần hỗ trợ hàng tháng là 1 triệu đồng để cho hai đứa bé có điều kiện để tiếp tục đi học. Hai đứa con của chị đâu chị? Dạ đi học chị. Mấy giờ mới về chị? 4 giờ rưỡi mới về hả? Rồi. Thì nhân đây Hoa Đức cũng gửi lời thay mặt cho chị xin quý ân nhân hỗ trợ ha. Thì bây giờ chị cũng nói cái quy định mà để giao tiền hàng tháng nè. Thí dụ như nếu có người hỗ trợ 1 triệu cho chị thì chị sẽ chuyển tiền cho em. Có cái biên nhận giấy tờ đàng hoàng thì đến ngày nào đó thì quy định thí dụ như giờ ngày 22 tây là giao tiền. Thì ngày 22 tây chị lên trên quỹ ban. Chị nhận tiền. Rồi Phú sẽ có trách nhiệm là quay phim cái cảnh mà giao tiền cho ký nhận rồi xác nhận của chị lại cho hội, thì Phú có làm được hay không thì chị mới hỗ trợ. Về có cái điều kiện đó thì đối với địa phương xin đứng ra để bảo lãnh nhận tiền để giao trực tiếp cho hai con của chị Thanh và để chị Thanh sẽ nhận. Chị sẽ có cái cân đối hỗ trợ đảm bảo cho con học hành. Trong quá trình nhận thì đối với địa phương thì sẽ có cái ghi hình qua clip đảm bảo rằng cái đồng tiền hỗ trợ của quý nhân đến tận tay đến cái việc của đến cho chị Thanh, và cái mục đích sinh động của chị Thanh là sẽ học lo việc học hành cho hai con đến nơi đến chốn. Chị phải lên trên xã chị nhận chứ người ta không đem tới cho nhà cho chị nha. Trừ khi nào chị bệnh hoặc là như thế là nhà cửa mà chị bệnh chị không đi được, hai đứa nhỏ không đi được á, thì bên địa phương sẽ đến nhà của chị giao ghi hình tại nhà cho chị, rồi địa phương có làm được hay không? Tôi xin đảm bảo về cái vấn đề đó. Thì sự hỗ trợ của quý dân nhân thì địa phương nếu như trực tiếp chị Thanh không nhận được thì địa phương sẽ có trách nhiệm do tận tay cho chị Thanh. Quý dân nhân